xin hân hạnh giới thiệu đậu hũ Kim Sa do người Việt làm chủ, chuyên cung cấp tất cả các loại đậu hũ truyền thống. Đặc biệt Kim Sa còn có đậu hũ hành và đậu hũ xả ớt có thể mua về ăn ngay. Ngoài ra Kim Sa cũng có cả sữa đậu nành nguyên chất. Đậu hũ Kim Sa được làm từ nguyên liệu organic 100% và hiện đã có mặt tại các shop thực phẩm Á Châu ở Kapramatta, Pensau và Cali Heights. Nhân dịp khai trương, Kim Sa sẽ có quà tặng cho những ai mua hơn 10kg, bao gồm cả giao hàng miễn phí. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0423 000666. Có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Melbourne, nước mắm Hoàng Gia đang được phân phối bởi công ty Oxford Foods và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tony Bùi 0481 177 996. Kính mời, xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của đài Việt TV Australia. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, đời sống đắt đỏ đã khiến hơn 1/3 cư dân Úc không còn khoản tiền tiết kiệm nào trong tài khoản, và đây là dấu hiệu vô cùng đáng ngại. Trong bối cảnh đắt đỏ này, người dân càng thất vọng hơn khi chính quyền Albanese vừa loan báo gia tăng chi phí làm hộ chiếu mới mỗi năm 2 lần. Trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Úc và Hàn Quốc vừa ký kết hợp đồng quân sự trị giá 2 tỷ 400 triệu đô la. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, thứ Năm, 14 tây tháng 12, 2023 của Việt TV Australia. Đầu tiên là tin đời sống xã hội. 1/3 người Úc không có khoản tiết kiệm khẩn cấp. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty Finder, thì 1/3 người dân Úc hiện không có khoản dự trữ tiết kiệm nào để dự phòng trong trường hợp khẩn cấp. Nghiên cứu của Finder cho thấy, cứ 3 người Úc thì có 1 người không hề có khoản tiền tiết kiệm nào trong tài khoản để dự phòng cho những trường hợp khi cần thiết. Một cách chi tiết, trong tổng số 1.062 người được khảo sát, Finder nhận thấy một người Úc trung bình có khoảng 12.360 đô la tiền tiết kiệm trong trường hợp khẩn cấp, nhiều hơn số tiền 9.708 đô la mà họ tin rằng họ sẽ cần để dành cho những chi phí có thể phát sinh bất ngờ. Giữa nam và nữ thì nam giới có khả năng tiết kiệm nhiều hơn so với phụ nữ là 17.832 đô la, trong khi phụ nữ chỉ có thể tiết kiệm 6.850 đô la mà thôi. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là có tới 33% cho biết họ không có khoản tiền tiết kiệm nào, tương đương với 6.700.000 người tại Úc. Chuyên gia tài chính của công ty Finder, bà Sarah McGeeson cho biết, khi người Úc cảm thấy khó khăn vì lãi suất gia tăng, giá cả hàng hóa và chi phí điện năng đắt đỏ, thì họ ngày càng sử dụng tiền tiết kiệm nhiều hơn. Điều này có thể khiến họ rất dễ bị tổn thương nếu có chi phí bất ngờ phát sinh, chẳng hạn như họ bị mất việc làm hoặc bị tai nạn giao thông, và thậm chí là khi đi nha sĩ cũng không có sẵn tiền. Bà McKinson cho biết chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng có thể đang ăn mòn quỹ tiết kiệm của hầu hết các hộ gia đình tại Úc. Cũng tin đời sống xã hội, phần lớn người Úc cảm thấy các doanh nghiệp nên buộc phải chấp nhận tiền mặt. Đại đa số người Úc tin rằng các doanh nghiệp nên chấp nhận tiền mặt một cách hợp pháp khi mà ngày càng có nhiều cơ sở kinh doanh xác nhận là họ không nhận thanh toán bằng tiền mặt. Theo một cuộc thăm dò trực tuyến mới nhất do Đài số 9 thực hiện, kết quả cho thấy trong tổng số 554 người được hỏi, 78% tin rằng các doanh nghiệp nên nhận thanh toán bằng tiền mặt,
trong khi 9% không đồng ý điều này và 13% thì tin rằng sự cân bằng giữa tiền mặt và thanh toán bằng thẻ là vừa phải. Mặc dù đại đa số các nhà bán lẻ tại Úc vẫn đang chấp nhận cả thanh toán bằng tiền mặt lẫn điện tử, và việc một số doanh nghiệp yêu cầu chỉ thanh toán bằng thẻ cũng không phải là việc làm trái pháp luật. Vì theo luật tiêu dùng tại Úc, nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ có quyền đặt ra các điều khoản thương mại. Theo đó, việc thanh toán sẽ diễn ra trước khi ký kết hợp đồng, theo một số chuyên gia tài chính. Việc nước Úc đang trong quá trình chuyển sang xã hội không tiền mặt là điều tất yếu, và điều này có thể xảy ra vào cuối thập kỷ này. Chỉ riêng trong năm tài chính vừa qua, dữ liệu từ ngân hàng trữ kiêm RBA cho thấy hơn 1 tỷ đô la tiền mặt đã biến khỏi thị trường. Phó giáo sư tài chính của Viện học RMIT, tiến sĩ Andrew John cho biết, mọi người đang chuyển sang ví kỹ thuật số và sang hình thức mua trước trả sau, tức là Pay Now, Pay Later, không chỉ ở các thành phố lớn, mà kể cả các vùng sâu, vùng xa cũng thực hiện điều này. Việc này cho thấy là hình thức chuyển sang một xã hội không tiền mặt đang nhận được sự ủng hộ của đông đảo cư dân tại Úc. Sau đây là tin đời sống đắt đỏ, giá làm passport mới gia tăng đáng kể tại Úc. Người Úc muốn đi du lịch nước ngoài sẽ gặp thêm nhiều khó khăn khi họ phải nộp đơn làm xin passport mới theo mức lệ phí vừa được công bố ngày hôm qua thứ Tư. Cụ thể thì trong kế hoạch ngân sách nửa năm mà Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers công bố ngày hôm qua cho thấy là người Úc sẽ sớm phải trả nhiều tiền hơn cho cuốn sổ thông hành của họ, khi chính phủ có những sáng tạo trong cách giảm chi phí sản xuất của một cuốn hộ chiếu. Hộ chiếu của Úc vốn là một trong những hộ chiếu được cho đắt nhất trên thế giới, và sự đắt đỏ này sẽ được gia tăng gấp đôi vào năm tới, 2024. Cụ thể thì chi phí sẽ được tính theo chỉ số giá tiêu dùng CPI vào đầu năm, và sau đó, kể từ ngày 1 tháng 7, thì chi phí này sẽ lại gia tăng thêm 15%. Hiện nay một cuốn hộ chiếu trong thời gian 10 năm có giá 325 đô la, và sau ngày 1 tháng 7 năm tới, mức giá này sẽ tăng thêm 50 đô la. Theo thông tin từ Bộ trưởng Jim Chalmers, thì việc gia tăng giá cả này dự kiến sẽ huy động được khoảng 349 triệu đô la trong 3 năm cho ngân sách quốc gia. Để chúng ta có thể so sánh, tại New Zealand, người dân chỉ trả 206 đô la mỗi lần họ làm một cuốn hộ chiếu mới. Kế đến là tin thị trường nhân dụng, nhân viên FIFO tiết lộ mức lương điên rồ. Các nhân viên làm việc trong lĩnh vực khai thác mỏ thường được gọi là FIFO, tức là Fly In, Fly Out, vừa tiết lộ số tiền lương đáng kinh ngạc mà họ kiếm được mỗi một tuần, cũng như các đặc quyền không thể tin mà nhóm FIFO này có được. Cụ thể thì một công nhân FIFO đến từ Iceland đã tiết lộ là số tiền lương đáng kinh ngạc mà anh ta kiếm được khi mới bắt đầu làm việc tại một mỏ ở tiểu bang Tây Úc. Và điều đó có thể khuyến khích tất cả chúng ta từ bỏ công việc hiện tại để tham gia vào đội ngũ FIFO, tức là làm 2 tuần và nghỉ 2 tuần. Ông Carl Marquani, nhân viên FIFO tại tiểu bang Tây Úc cho biết, ông làm việc 84 giờ đồng hồ mỗi tuần và phải làm việc liên tục trong 2 tuần. Và mức lương cho tuần lễ đầu tiên mà ông nhận được là 3.470 đô la, trong khi bước sang tuần thứ nhì, tiền lương đã tăng lên 3.944 đô la. Ngoài mức lương rất cao nói trên, thì công nhân FIFO cũng không phải trả cho bất cứ một chi phí nào khác, bởi vì họ được bao ăn ở, kể cả chi phí máy bay để di chuyển mỗi 2 tuần. Không những là nam giới, mà ngay cả chị em phụ nữ cũng đang nỗ lực để được làm công nhân FIFO. Trường hợp cụ thể là từ Leia Rose Tynan, 20 tuổi, cư dân tại tiểu bang Tây Úc, nhưng nay đã chuyển sang sinh sống tại Queensland. Tynan đã bắt đầu sự nghiệp FIFO từ năm 18 tuổi, và Tynan cho biết cô rất vui khi được làm công nhân FIFO vì cô có thể kết hợp vừa làm việc vừa du lịch nhưng vẫn còn có đủ tiền để tiết kiệm. Tynan cho biết thêm, cô đang phụ trách phần nấu nướng cho công nhân hầm mỏ, chịu trách nhiệm quản lý sàn nhà, rửa bát đĩa cũng như thực đơn cho các bữa ăn. Một công việc không cần bằng cấp, không cần kinh nghiệm, nhưng lại có mức lương không tưởng.
Theo trang web tìm kiếm việc làm, FIFO là công việc dẫn đầu về mức lương tại Úc. Với trung bình, một công nhân ngành này sẽ kiếm được khoảng 116.000 đô la một năm. Trong khi đó, theo tổ chức Oxnest, nước Úc hiện nay đang có khoảng 100.000 công nhân FIFO và đa số tập trung tại Tây Úc và Queensland. Bước sang lĩnh vực an ninh quốc phòng, Úc và Hàn Quốc ký hợp đồng quân sự mua 129 xe chiến đấu bộ binh. Bộ Quốc phòng Úc vừa ký kết thỏa thuận với công ty Hanwha Aerospace của Hàn Quốc để mua tổng cộng 129 chiếc xe chiến đấu bộ binh vào năm 2028, trị giá lên đến 2 tỷ 400 triệu đô la. Việc ký kết thỏa thuận này diễn ra sau khi vào tháng 7 vừa qua, Canberra đã chọn công ty Hanwha là nhà thầu ưu tiên cho dự án trị giá tổng cộng lên đến 4 tỷ 620 triệu đô la. Đây được cho là khoản đầu tư lớn nhất vào năng lực của quân đội Hoàng gia Úc Châu cho đến thời điểm này. Cũng theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Úc, thì những chiếc xe chiến đấu bộ binh này sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cấp năng lực của lực lượng phòng vệ Úc Châu. Cũng theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, thì bộ này sẽ đẩy nhanh quá trình nhận bàn giao chiếc xe đầu tiên có thể vào năm 2027, trong khi chiếc xe cuối cùng sẽ nhận được vào năm 2028. Tin khoa học và đời sống. Khoa học gia tại Úc phát triển mạng đám mây có thể tương tác với mạng tình báo của Anh và Mỹ. Các khoa học gia người Úc đang phát triển một hệ thống dữ liệu đám mây có độ bảo mật cao cho cộng đồng tình báo, nhằm giúp các cơ quan an ninh quốc gia phát hiện tốt hơn các mối đe dọa thông qua dữ liệu được chia sẻ, đồng thời có khả năng kết nối, tương tác với các mạng thông tin tình báo của các cơ quan tình báo tại Anh và tại Mỹ. Theo giám đốc văn phòng tình báo gọi tắt là ONI, ông Andrew Scherer, thì dự án xây dựng hệ thống điện toán đám mây của nhân viên tình báo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ lượng dữ liệu tình báo khổng lồ giữa các cơ quan tình báo tại Úc, cũng như giữa Canberra với các cơ quan tình báo của Anh Quốc và của Hoa Kỳ. Nhắc lại là kể từ cuối năm 2020, nước Úc đã bắt đầu tích cực triển khai và thúc đẩy sáng kiến này trên cơ sở kinh nghiệm và mô hình của cộng đồng tình báo Anh và Mỹ đã thực hiện. Theo đó, việc xây dựng một mạng bảo mật đã giúp cho Canberra và các đồng minh Mỹ cũng như Vương quốc Anh chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian sẽ tạo ra một bước đột phá mới, tạo điều kiện cho cộng đồng tình báo ba nước kết nối chặt chẽ hơn, trong đó việc hợp tác triển khai chương trình thử nghiệm sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để có thể theo dõi tàu ngầm đối thủ trên các đại dương và các điểm nóng. Ông Andrew Scherer, mặc dù không tiết lộ thông tin chi tiết về thời gian, kinh phí và phương thức hoạt động của mạng lưới đám mây, nhưng ông xác nhận dự án này đã bắt đầu trước cả Hiệp định Tam cường AUKUS ra đời, có nghĩa là vào tháng 9 2021. Cụ thể thì vào cuối năm 2020, văn phòng tình báo ONI đã bắt đầu đưa ra một số tài liệu đấu thầu, tìm kiếm các đối tác có tiềm năng cũng như có đủ năng lực công nghệ và mối quan tâm để cam kết hợp tác với cộng đồng tình báo, nhằm nghiên cứu, phát triển và xây dựng các dịch vụ đám mây cộng đồng và riêng tư có độ bảo mật cao hơn. Sau đó vào tháng 8 vừa qua, Canberra cũng đã thông báo việc bắt đầu nghiên cứu điều chỉnh luật tình báo và xây dựng một chiến lược quy mô hơn. Và sau cùng là tin thế giới, tổng số đồng hồ xa xỉ bị trộm cắp ở Anh lên đến hơn 1 tỷ 300 triệu Mỹ Kim. Nghiên cứu cho thấy giá trị của những chiếc đồng hồ xa xỉ bị đánh cắp ở Vương quốc Anh lần đầu tiên đã vượt mốc 1 tỷ bảng Anh, tương đương gần 1 tỷ 300 triệu Mỹ Kim trong một năm, sau khi hàng ngàn chiếc đồng hồ đã bị đánh cắp vào năm ngoái, nhưng chỉ có 1/5 là đã được tìm lại. Trong những năm gần đây, thị trường đồng hồ xa xỉ đã có sự bùng nổ, thu hút tội phạm, cũng như các nhà đầu cơ, và nỗi lo sợ đồng hồ xa xỉ bị giật khỏi tay đang buộc người đeo phải cảnh giác cao hơn trước tình trạng trộm cắp ngày càng gia tăng. Một cuộc khảo sát cho thấy 2/3 số người sở hữu đồng hồ xa xỉ đã nói rằng làn sóng tội phạm hiện nay đang khiến họ phải cảnh giác cao độ mỗi khi đeo đồng hồ, và 36% muốn làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn kẻ trộm. Trong số những người bị mất đồng hồ,
68% tin rằng đồng hồ của họ đã được bán lại. Các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng chỉ có một trong số 5 chiếc đồng hồ bị đánh cắp, tương đương 20%, là tìm lại được. Nghĩa là trong số 100 chiếc đồng hồ bị đánh cắp trên khắp nước Anh, 80.000 chiếc vẫn chưa trả lại cho chính chủ. Dữ liệu được cung cấp bởi công ty Watch Finder cũng đã cho thấy tổng cộng 11.035 vụ trộm đồng hồ đã xảy ra, gia tăng đến 41% so với chỉ có 7.821 vụ được báo cáo vào năm 2021. Và nếu tất cả các lực lượng đều cung cấp dữ liệu, thì tổng số vụ trộm hàng năm có thể sẽ lên đến mức 15.000, tương đương 30 phút lại có một vụ trộm đồng hồ. Trong khi đó, cơ quan điều hành cơ sở dữ liệu có tên gọi là Watch Register thì cho biết họ hiện có khoảng 80.000 đồng hồ được đăng ký là đã bị đánh cắp hoặc bị mất tích với tổng giá trị hơn 1 tỷ bảng Anh. Ít nhất 6.815 chiếc đồng hồ mới được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu là đã bị mất hoặc bị đánh cắp vào năm 22, và đây là sự gia tăng đến 60% so với một năm trước đó. Theo tổ chức Watch Register, họ đã khuyên những ai đang sở hữu đồng hồ xa xỉ là không nên nói về giá trị của chiếc đồng hồ ở những nơi công cộng và cũng không nên đăng địa điểm trên các trang mạng xã hội, và chỉ đăng sau khi bạn đã rời khỏi địa điểm đó. Với bản tin vừa rồi, Kim Hoàng xin tạm dừng chương trình tin tức của Việt TV Australia. Rất cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của tất cả quý khán giả. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào. Và chúng tôi sẽ trở lại trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.